nướng này mình là nướng khoai này là mình tức là nó được mua ở đâu vậy? Hàng Đà Lạt ha. Khoai Đà Lạt ha. Mình nướng một củ thì khoảng bao nhiêu lâu thì nó chín? Thì em nướng nửa tiếng mà anh. Nửa tiếng. Khoai sống thì cũng bán luôn đúng không? Một củ là 15 ngàn.